Xưởng may nhỏ và vừa hết việc, giải pháp nào cho xưởng may bây giờ? Tháng 6 và tháng 7 vừa là tháng giao mùa. Năm nay suy thoái kinh tế khiến việc làm lại càng ít, dẫn đến những cái xưởng may nhỏ và vừa đóng cửa hoặc vừa làm vừa chơi. Một số xưởng may mà chủ không phải thuê thì còn đỡ, mà đôi khi đã không phải thuê rồi mà lương cũng còn không tính được cho bản thân, mà không tính cho bản thân rồi vẫn không có lãi đồng nào. Làm từ đầu năm nhiều bạn phàn nàn, đến giờ vẫn chưa có xu nào, mà công nhân thì không thể giảm lương vì sợ giảm thì các bạn nghỉ, sau lại khó kiếm. Giải pháp nào cho xưởng may có thể khắc phục? Cách duy nhất là bạn cần phải tìm cách gia tăng được cái tập khách hàng của mình, càng nhiều càng tốt. Có thể là bạn kết hợp với một người nào đó họ rất là giỏi kinh doanh về marketing và kết hợp để mở rộng gia tăng tập khách hàng sản xuất hoặc khách hàng sỉ, những khách hàng kinh doanh online. Tìm mọi cách để phát triển mẫu mã đa dạng, phong phú hơn để phục vụ cho đối tượng là khách hàng kinh doanh online, để họ đỡ phải nhập cái hàng Trung Quốc. Thì lúc đó các bạn mới có thể là phát triển được cho cái công việc của mình. Hoặc là các bạn có thể là phát triển đội ngũ để các bạn có thể tự bán sỉ hoặc là bán lẻ. Các bạn hãy tìm cho cái giải pháp nào phù hợp với doanh nghiệp của mình. Và dù các bạn có chọn phương án nào đi chăng nữa thì các bạn cần phải hành động quyết liệt thì bạn mới có thể trải qua được cái thời kỳ suy thoái. Chúc các bạn thành công!